Không biết có nên giới thiệu quán này nữa không ấy, tại vì đông quá rồi. Một quán cơm Nhật mà chắc chắn là khi nào mà bố mẹ mình có lên chơi với mình ở Hà Nội thì mình sẽ dẫn bố mẹ mình đến đây luôn. Kiểu đồ ăn thì rất là bắt mắt mà giá cả mình thấy hợp lý đấy chứ. Cơm ở đây thì dao động từ 75 đến hơn 100 cành, đầy đủ 3 loại size cho mọi người lựa chọn. Mình ăn size nhỏ là đã thấy no rồi ấy. Rất recommend cho mấy bạn ăn gà nha. Miếng gà nó juicy mà nó to kinh khủng. Trước đây đi ăn thì mình còn không biết cái màu đỏ này là cái gì cơ, nhưng mới được khai sáng đó là củ cải đỏ. Ăn cùng để cho nó trung hòa vị giác ấy. Đúng là siêu to. To thật mọi người, nó to ăn còn juicy nữa. Cái phần cà ri ăn cùng thì nó đậm đà, đặc biệt là không bị nồng quá nên là ăn nó rất trôi ấy. Cơm dẻo hạt to. Cái này không nói điều nhá, mình đi ăn lúc 2 giờ chiều. Mình nghĩ là đi ăn lúc đấy nó sẽ không đông ấy, nhưng mà đông lắm mọi người ơi. Ngoài ra thì hôm nay mình có thử thêm cả cơm cà ri tôm chiên xù với cả heo chiên xù. Mình thì cơm ở đây loại nào cũng ok, cũng ngon luôn đấy. Miếng thịt thì phần nào cũng to hết, nhưng mà riêng cái này thì thôi đừng gọi nhá. Mình thấy ăn không ngon lắm. Một điểm cộng nữa là quầy bếp mở. Mọi người có thể ngồi nhìn xem các bạn ấy làm cơm luôn. À nhưng mà có một điểm trừ là do quán hơi đông nên là mình chờ cũng hơi lâu mới có đồ ấy. Nhưng mà thôi, muốn ăn đồ ngon thì phải hoan hỉ. Đây không lại bảo mình nói điêu, quán còn đông đến nỗi hết đồ để bán cho khách này. Còn cuối cùng là địa chỉ nha.